Hi, xin chào mọi người đã đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Polygon. Để tham gia vào sự kiện Airdrop của dự án Polygon, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Và tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Polygon, mọi người sẽ nhận được 50 token Poly tương ứng với giá trị khoảng 10 đô. Và đây là giá trị khi dự án list sàn. Về 80 người tiền rep sẽ nhận thêm 1500 token Poly từ dự án này. Sau đó mọi người click vào Zone Airdrop để tiến hành làm nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án trên Discord. Và nếu bạn nào chưa có tài khoản Discord, mọi người có thể dùng địa chỉ email của mình để đăng ký một tài khoản. Rồi mọi người tiến hành xác thực để vào nhóm. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot. Mọi người tiến hành làm nhiệm vụ Zone Group của dự án cho Telegram. Tiếp theo mọi người click vào Registration, tiến hành giả mạo captcha, nhập địa chỉ email của mình. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Polygon Matic. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc là chốt wallet. Sau đó mọi người tiến hành gửi username Discord của mình. Rồi mọi người tiến hành copy user. Tiếp theo mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter. Mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người click vào I have a Sonic. Sorry mọi người ạ. Mọi người tiến hành gửi link profile Twitter cho chatbot. Rồi mọi người về trang cá nhân. Sau đó mọi người tiến hành copy link profile của mình. Rồi mọi người gửi vào chatbot. Tiếp theo mọi người tiến hành like và retweet bài post của dự án này. Rồi mọi người tiến hành like. Sau đó mọi người tiến hành retweet bài post và gắn thẻ bè bạn bè của mình. Và nếu bạn nào mà chưa có bạn bè trên Twitter, mọi người có thể vào nhóm trong Zalo của mình để các bạn với những người xung quanh để dễ khi làm sự kiện Airdrop hay gì, mọi người có thể tap tên. Rồi mọi người vào trang cá nhân. Mọi người tiến hành copy link mình mới retweet. Rồi gửi về chatbot. Và nếu bạn nào chưa join group quảng cáo của dự án này trên Telegram, mọi người có thể join vào. Sau đó mọi người tiến hành retweet thêm một bài post của dự án này trên trang Twitter của quảng cáo. Mọi người tìm kiếm về dự án Polygon, mọi người like và retweet lại. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào I have a Sonic. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop từ dự án này, mọi người có thể copy link rep của mình mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện. Phần thưởng ở đây là 80 người tiền rep sẽ nhận thêm 500 token Poly từ dự án. Về tổng pool của giải thưởng này là 50.000 token Poly. Về dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 30 tháng 12 2021. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.
Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một share và một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình.